Hello, Thanh Dũng xin chào anh chị các bạn. Thanh Dũng cũng rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Thanh Dũng miền Tây Vlog. Ngày hôm nay thì bây giờ thì Thanh Dũng sẽ chia sẻ với anh chị các bạn về cái sự việc đó là một cái cơn lốc xoáy bay qua. Một cơn lốc xoáy này thì sau khi mà bay qua đi một cơn lốc xoáy này sau khi mà đi ngang qua thì rất là nhiều cây cối cũng như nhà cửa bị tốc mái cũng như là siêu dẹo, và làm cho bà con cũng rất là hoang mang lo sợ. Và để cho anh chị các bạn hiểu rõ hơn thì mời anh chị các bạn cùng xem video của em nhé. Xin mời. Hư hại ra sao anh chị các bạn nhìn thấy tiêu, nhưng mà ở đây thì người ta lúc đó mình có nghe một cái hiện tượng gì lạ không chị, cũng như mình có nghe hiện tượng gì lạ trước khi mà chuẩn bị lốc xoáy xảy qua? Nghe nó mưa á, mưa rất ào qua, cái ngừng cái ào qua, cái đầu nó hú như là kẹt xe cuốn vậy đó. Còn dữ gì vậy trời, ghê lắm. Nó hú cái làm những cái gập, cái là cái cây mệt nó giật cái dây điện nó ngã cây cái đá lên đó, cái này đứt dây điện nhà nè, cái đầu lăn. Nơi khác nó bay lại. Lùm trên đó trơn thiếu gièm gì mấy cái tấm bể hết trơn, văng lao phong rồi bay hết trơn. Đâu chị? Con nó trên đây nó lủng luôn nè chị. Còn nguyên ở đây thì nguyên cái thớt này bay hết. Bay hết. Rồi bay chấm lẩu luôn chị. Bên kia với anh Khang cái nhà bốn thớt nó bay mất tiêu luôn, không giờ không biết. Rồi bây giờ không biết cái
Tôi nói đâu luôn. Trời trời. Làm này là làm mình thấy rất là kiên cố chứ, sắt thép mà kiên cố lắm chứ, mà chó lóc mà đi ngang mà nó còn phải bay tới chỗ này nữa. Mình thấy trời ơi, sắt mà đâu có bay lại, dèo dèo lủng quá trời. Sắt lại đi. Cái này nếu mà mình ngồi ở ngoài mà sơ sẩy gì ấy chết luôn. Trời ơi, đêm bằng ngày có chết người ta. Bởi vậy phải lại đi, bắt được hai con ở trên cũng được rồi, hai con dân dữ rồi. Trời. Đúng là cái chỗ này, cái nhà tường cái chỗ này đây mà còn bị kiên cố gì, còn bị gì mà đúng là nhà lá sẽ xảy là tiêu luôn, không còn gì hết trơn. À, trong lỏng hết trơn anh chị. Hết trơn chứ. Mình nói còn có miếng một. Còn cái đằng sau là mình bị cỡ nào nữa? Cái đằng sau là bị sao nữa anh chị? Từ đây là hết trơn luôn chị, là bay hết trơn luôn. Trời ơi, tiêu hết trơn trời. Nơi nấu ăn te tua hết trơn chị. Bể hết. Rồi phía sau. Phía sau. Đi mất tiêu không còn sắt, không còn cột, không còn gì chứ. Bay một lúc tiêu bắt vậy chứ, cắt còn gì đó. Bắt từ đây rồi tới cái kiểu đó, cái nhà. Mấy cái bát nè anh chị các bạn nhìn thấy rất là kiên cố nè. Tiếng mẹ chứ mấy không còn sắt, không còn to, không còn gì chứ. À, mấy bát này, này là rất là kiên cố luôn. À, đi bứt cái chân luôn. Thấy vậy vô mỏng cột rồi, cái cột cũng đông gì chân mà nó bay giật chân luôn. Chân cột bứt chân cột luôn hả? Chân cột ấy hả? Chân cột này hàng hay gì đó là sao? Chân cột này đổ đá, đổ xi măng nè. Ờ, xi măng hả? Đây đổ chân nè, đây nè. Đó chân luôn hả gì? Bứt chân luôn. Dở chân luôn. Rồi, dở chân luôn nè, dở chân luôn á. Dở chân luôn. Còn ở đây thì nó đóng lỗ á. Đóng lỗ nó hàng á. Chân luôn. Cái cột ba cột mất tiêu, giờ ba cột mất tiêu luôn. Kèo về đằng bay, tôn nó bay giật nguyên cái bè luôn. Không còn cái gì trên trời, đang giờ có không biết bay gì đâu. Không biết bay đâu nữa, giờ không biết, tới đâu. Bây giờ biết được đâu tìm. Thôi mình ra chợ tìm đi. Cho nhanh chứ sao giờ. Mình chắc lẽ là đi về dài mình kiếm biết mà biết rồi. Dạ anh em xuống làm tiếp tôi, chứ giờ tôi chỉ tôi hai chồng tôi với nhỏ con gái à. Dạ. Con gái nó ở quân đội ngoài đang trực ngoài đâu có gì được đâu. Nếu mình tôn mà nó bay đi trơn trời đi về cũng nó cũng méo mó tiêu trơn trời đâu còn còn gì nữa đâu. Dính đâu còn gì nữa. Đúng là thiên tai. Anh em mà bà con sớm kia là có tiếp tay chân để tiếp vậy. Không giữ được mấy bếp này cũng được rồi. Còn cái bếp này để nấu nướng ăn là được rồi. Dạ. Giữ lại nguyên cho ha. Còn nguyên giặt này đi. Rồi không lại không lại sao mà tới mà này. Né. Né bếp ăn lại. Trời trời. Cái gì? Bếp ga mà làm cha tôi đi luôn trời. Ủa. Này bể tại đây là gió hút rồi chỗ nào mà mới vậy đây. Bể nè, gió bể ở đây nè, để đây luôn nè. Để đây luôn. Rồi nó dời qua vậy luôn. Ở dời luôn vậy đó ngày sáng dời chứ. Không ra chứ còn. Nếu mà hút bể là cái lực mạnh lắm nó dời chỗ khác nằm đây ta. Nè mà bị gì cái cọng dây này nghĩ là cọng dây kìm vô trong mấy trong to nó tường này nè. Rồi hút lên nè, vậy cái dây còn kìm lại ha. Giật xuống. Giật lên bắt đầu nó đập xuống nè. Ba này văng chân gom đẩy lại. Để cho nó mưa. Dạ. Các bạn nhìn thấy cái chiếc ga tiêu hết. Ga mà giật giật dưới dây nó bị lại ha. Giật lên bể banh hết trơn. Còn mấy cái ăn khói gì tiêu hết trơn nè, mấy cái lò là cháu tan qua lúa thì mình chắc ở đó để ăn. Để lúa đó ăn mới mà giờ lên trên. Mấy em mới cái giáp mình nhìn. Dạ. Chị nhìn thấy cảnh. Trên đường mình đi mình bắt gặp cái chú này có chế tà chế ra một cái chiếc xe rất là đẹp nè anh chị các bạn. Thanh Vũ sẽ quay chia sẻ cho anh chị các bạn xem luôn nè. Đây. Xe này chú tự chế quá đẹp. Chú thím đi chợ hay vậy?
Dạ. Rất là thích. Dạ con có quay mấy nhà lúng rồi ơi. Dạ đi vòng vòng qua đây coi thứ ai có nữa hay không là tiếp tục quay. Dạ. Đi đủ luôn ha. Ồ, dữ à. Lợi hại ha. Hầu như đầy đủ hết. À, cũng giống bố thắng đĩa luôn. Dạ, bố thắng đĩa luôn. Hết. Còn... Dạ. Chú gần đây không? Dạ. Dạ, bên đó ăn rồi đạo chú chở thím đi vòng vòng tham quan coi thứ. Dạ, chú ở đây đó nếu mà chạy đây lại nhà chú gần không? Dạ, dạ. Dạ. Ở chân tại cháu nhà tại chợ Di Tân ha. Di Tân, Di Tân, Di Tân. Dạ, dạ, dạ. Rồi, rồi, có gì vài ngày nữa con ghé chú ha. Rồi, rồi con đi trước rồi con biết chỗ địa chỉ rồi.